이쪽으로 가시는 분들 흔들어 보세요. 마지막은 저기 후리의 문화, 후리 에어비앤비 보고 올 때 제가 아시는 거. 그래서 불렀던 팬미니 이 곡은 제가 20대 때, 30대 때 불렀던 노래입니다. Hai bài hát vừa rồi là hai bài Ten Minutes và bài You Go Girl, chính là những cái bài mà tôi hát năm tôi 20 và 30 tuổi các bạn ạ. 지금 제 나이 아시는 분. 가운데 여러분들, 예, 부채질하고 계시는 분도 계시고, 빨리빨리 제가 공연을 하고, 여러분 집에 보내드리도록 하겠습니다. 와, bây giờ thì cũng đã trễ rồi và mọi người cũng đã chờ tôi đến tận lúc này rồi thì tôi sẽ hát liên tục tặng các bạn đây. 이렇게 화장을 곱게 했는데 이게 아무 의미가 없어 지금. 어제 nóng quá hôm nay ở rất là nóng mà tôi trang điểm thế này thì nó cũng không có tác dụng nữa. 한국의 한국의 수도가 어딘지 아세요? 살다가 tôi đã sống ở Hàn Quốc khoảng 30 năm rồi. 제가 이제 결혼을 해서 작은 섬으로 이사를 갔어요.